Đây, một con dành cho anh em thích hàng khủng, radio đèn siêu cố nha. Ui giời, con này nó xài cái lo này nè. Kinh không? Nó hát luôn nha, mình quay lại trước cho nó hát này. Đây. Quay lại nha. Trong việc nuôi trồng thủy hải sản. Tiếng rõ lắm luôn rồi nha. Nâng cấp lên thành sản xuất thực phẩm thương mại. Đó nha. Chương trình đất nước ngàn năm. Dò dưới nha, FM dò dưới. $100 triệu Richie Mill được bán tại các siêu thị lớn trên toàn quốc. Đòn hay quá anh em à. Đó là tiết kiệm năng lượng tái tạo, thị trường năng lượng và biến đổi khí hậu. Tắt cái đèn nó có soi. Sản phẩm năng lượng Việt Nam đang đến phát thải ròng bằng không. Tắt cái đèn là nó hết các diễn giả đều nhấn mạnh tới việc triển khai có Tết kỷ anh em ta có nói là gấu. Gắn với truyền thuyết Lạc Long Quân, vị cha rồng của dân tộc Việt, nơi đó sổ tích nghìn xưa để lại, để hôm nay mỗi người con nha. Đất Việt mang trong mình dòng máu cha rồng. Dây điện nó bị đứt cái rắc rồi nha. Đây, Andes, telephone Andes, model S. Có là in đầy đủ này, cassette đồ mâm thang vô nha, mâm thang vô ở đây. À, các cái táp bi bàn từ thì vô ở đây. Vô ở đây này. Nó có ký hiệu này. Còn ở đây ra một cái lò nữa. Nhìn vô sơ đồ nha. Bên kia anten. Anten nha. Này thấy cái lò nó. Cái này là bát 25 luôn rồi nha anh em. Nha. Đó bóng này.